bạn, trên màn hình quý vị và các bạn đang theo dõi là một cây sung tôi đã dâm cành. Sau khi dâm cành thành công thì khoảng hơn 2 tháng cây sung của tôi nó đã cho quả rồi. Hôm nay tôi sẽ uốn tạo dáng cho cây sung này và chia sẻ hình ảnh với quý vị và các bạn. Tôi sẽ vặt hết các cái lá của nó. Thời gian vừa rồi không chăm sóc, tức là không cho cây sung này ăn, nhưng nó vẫn ra quả bình thường các bạn. Hôm nay sẽ uốn tạo dáng cho cây sung này và sẽ chăm sóc để cho quả và lá của nó phát triển đẹp hơn các bạn. Để uốn cây sung chúng ta sẽ sử dụng dây nhôm. Dây nhôm này thì ở các cửa hàng sắt người ta bán rất là nhiều. Tất cả các cành sung hiện nay đang ủ các cái mắt hoa. Vì vậy tôi sẽ giữ lại hết các cái mắt hoa và uốn tạo dáng tất cả các cái cành của cây sung này. Tôi sẽ bắt đầu từ tay cành này. Vì tất cả các cái tay cành của cây sung này đều đang có các cái cuống hoa. Vì vậy tôi đã giữ toàn bộ tất cả các cái tay cành lại, uốn tạo dáng cho cây sung này. Sau khi uốn tạo dáng xong cho cây sung, công việc tiếp theo đó là sẽ cho cây sung này ra một nơi có nhiều ánh sáng và sẽ cho cây sung này ăn thêm phân bón các bạn. Sau khi uốn và cắt tỉa xong, tôi cho cây sung ra vị trí rất nhiều nắng đây. Đó là trên cạnh một cái bờ tường. Và tôi sẽ chăm sóc để cho cây sung nó phát triển các cái mầm lọc và các cái cuống quả to thêm nữa các bạn. Tôi đã lót ở dưới cây sung này một cái khay để khi tưới nước nó sẽ đọng nước ở dưới cái khay này và nó sẽ hút dần lên nó nuôi cây sung. Thì trong một thời gian 4-5 ngày tôi sẽ không phải tưới, sẽ rút ngắn thời gian chăm sóc cho cây sung này.